Như tất cả mọi người, mình chỉ có 5 message để cho các bạn được tổ chức cả chân này, cũng có chân này, nhìn rất là đẹp luôn em. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu tổ của anh em rồi. Dạ, phải thôi. Rồi, chắc là này thì chắc là thêm message tổ này còn xanh nha mọi người. Kita cari tim yang setor ke dalam nanya mana. Okey, nanti apa yang kena cek lagi yang setor nanti mau tanya. Okay, bây giờ thì mình sẽ biên là cái bức tranh của cha mẹ mình đây. Ok rồi. Như vậy là mình đã hoàn tất tổ sắp người quạt cho này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người làm subscribe để ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người đã nhớ. Tạm biệt nha. Bye bye.